IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Má, không có má con gì ở đây hết á. Sao bữa nay anh Huy bận gì cái đeo phù hiệu kìa? Sao vậy em? Mà sao lắc lư quá nè. Hay là cái mạc anh chưa tháo ra? Không còn nữa nè con nè. Sao không tháo ra luôn? Không cài nút này luôn em. Tháo hết rồi. Nè cái này rồi để mất công người ta thò tay vô mình. Rồi người ta sàm sỡ gì mình. Cái gì vậy? Ủa em còn đeo cái thẻ bài gì đây? Đó là cái thẻ nhân viên sửa điện á. Y như hai vợ chồng có gia thờ điện qua sửa. Đây. Mọi người bị sao vậy? Ngày hôm nay em đã trở lại với hình tượng mẫu mực và rất điềm đạm. Em còn hát được hả Quy? Trời ơi. Em tới đây ngày hôm nay với vai trò sẽ tìm ra được giọng ca xuất sắc nhất qua ánh mắt nhà nghề của em. Ánh mắt nhà nghề ghê không? Trời ơi. Em sẽ quay lại lợi hại hơn xưa. Muốn xuất phát từ việc là chúng ta trang điểm nhiều nhưng tẩy trang không hề kỹ. Em nghĩ thằng này là có đi diễn hàng đêm nhưng vì vội quá tẩy một lớp nền sơ không em tẩy sâu. Nói chuyện đàn ông chút coi. Tại vì bọn này đi hát về đêm anh. Đúng rồi. Mệt quá. Gồng chi mệt vậy? Gồng mệt. Gồng thấy giả liền. Không có tẩy trang sâu á. Em nghĩ bạn này là ca sĩ hát ở những phòng trà. À, bởi vì có mụn cho nên nghĩ là ca sĩ. Còn em không có mụn thì em bớt hát đó. Thì đó. Tướng ngồi hàng của bạn rất là quý sơ tộc. Cũng chưa thấy một người hàng người ta thường ngồi tướng vậy mà. Trời ơi, em làm chung hơn đây luôn. Thì đó. Ý này vậy đó. Trời ơi, cái gì vậy Quê? Nó nghe nè, dạo này hình như Quy nó có thay đổi gì đó phải không? Chanh, mất đường trai rồi. Kể từ đây, mất từ đây rồi. Mất đường trai. Rồi ý là mình tại ủa sao ban đêm người ta hát thiệt xong đứng xa xa quay luôn đi. Đúng rồi. Mà phải xếp ban ngày. Đúng. Giống như mình vừa nói, ban đêm là không quay được, bị tốn tiền dữ lắm. Cho trời nên... ơi, nó xạo sự nó đúng. Cậu này vẫn là hát hay đó. Nghiệm mới là nghiệm. Em nghĩ vậy, em sao nghĩ... Sao tôi ghét cái con nhỏ đeo bù bình an ghê vậy? Cái con này nó có chứng kiến anh ơi. Bởi vậy bây giờ mới bớt hát đó. Hát, anh nhé.